20 tháng 10 tớ có món quà tặng cậu. Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ. Thank you. Con có món quà nhỏ tặng mẹ, chúc mẹ 20 tháng 10 vui vẻ. Cảm ơn quý. Không cần chờ đợi món quà từ bất kỳ một người nào hết. Tại sao chúng ta không tự tạo niềm vui cho mình nhỉ? Chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Câu nói đôi khi chỉ là lời đùa vui, nhưng lại cũng rất phù hợp vào dịp 20 tháng 10, khi giờ đây. Ngày này không chỉ là dịp để phái nữ chờ đón những món quà từ phái mạnh, mà cũng là ngày để phụ nữ tôn vinh nhau, trao yêu thương dành cho nhau. Không chỉ thể hiện sự thấu hiểu, trân trọng và động viên lẫn nhau, việc phụ nữ tặng quà cho nhau còn khẳng định sự tự chủ và khả năng tạo dựng hạnh phúc của chính họ. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng tự tin khẳng định giá trị bản thân mà không cần phụ thuộc vào sự công nhận từ phái mạnh. Những món quà như một lời nhắc nhở rằng phụ nữ có thể tự tạo ra hạnh phúc, tự trao tặng và tự cảm nhận niềm vui từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Là phụ nữ nên là chúng tôi luôn thấu hiểu nhau qua những cái áp lực cuộc sống cũng như là trong công việc. Chính vì thế trong những ngày này thì những món quà chúng tôi tặng nhau luôn là niềm động viên và khích lệ chúng tôi trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Với vai trò là một người phụ nữ, mình nhận thấy rằng phụ nữ luôn luôn phải có đối mặt với những áp lực tại cơ quan hay là gia đình. Nên là vào những cái dịp lễ như ngày 20 tháng 10 thì mình nghĩ là đây là một dịp để mọi người có thể là cùng nhau san sẻ được phần nào niềm vui trong cuộc sống, như là tổ chức những buổi tiệc nhỏ hay là tặng quà nhau. Mỗi món quà được trao đi cũng là lời cảm ơn chân thành, là sự biết ơn, là sự ghi nhận những nỗ lực, tình cảm và sự hy sinh mà phụ nữ đã dành cho nhau, đã được đón nhận. Ngày 20 tháng 10 chính là cơ hội để phụ nữ gửi gắm sự trân quý, biết ơn ấy, để tôn vinh những đóng góp, sự mạnh mẽ và tình yêu mà họ đã dành cho thế giới và cho chính những người xung quanh. Vào những ngày lễ như là 20 tháng 10 này thì tôi thường hay tặng cho bà và mẹ, là những người phụ nữ trong gia đình tôi, những món quà tuy nhỏ nhưng mà đủ để thể hiện sự biết ơn và trân trọng của mình đối với họ. Không chỉ thể hiện sự thấu hiểu, trân trọng và động viên lẫn nhau, việc phụ nữ tặng quà cho nhau còn khẳng định sự tự chủ và khả năng tạo dựng hạnh phúc của chính họ. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng tự tin khẳng định giá trị bản thân mà không cần phụ thuộc vào sự công nhận từ phái mạnh. Những món quà như một lời nhắc nhở rằng phụ nữ có thể tự tạo ra hạnh phúc, tự trao tặng và tự cảm nhận niềm vui từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Trước khi mong cầu sự quan tâm từ phái mạnh thì tôi luôn tự biết yêu thương bản thân mình và những người phụ nữ xung quanh tôi. Vậy nên là vào những dịp lễ 20 tháng 10 này thì tôi luôn tự tặng cho bản thân mình và những người phụ nữ xung quanh tôi những món quà nhỏ, cũng là để nhắc nhở họ rằng là họ đều có thể tự chủ và tự đem lại niềm vui cho bản thân mình. Khi có thể tự tay chọn cho mình những món quà, mình cảm thấy rất là vui. Điều này thể hiện rằng phụ nữ tự chủ không những là có thể đem lại niềm vui cho chính bản thân mình mà còn có thể lan tỏa niềm vui này cho những người xung quanh. Đó là cách chúng ta trao đi sự yêu thương cũng như là giá trị công nhận dành cho những người phụ nữ xung quanh mình. Ngày 20 tháng 10, phụ nữ không chỉ nhận yêu thương, họ chủ động trao yêu thương và làm cho niềm hạnh phúc lan tỏa. Họ tự viết nên câu chuyện của mình, tự tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt và ý nghĩa. Nhân dịp này, chúc tất cả những người phụ nữ của chúng ta một ngày tràn đầy niềm vui và luôn tự tin tỏa sáng trên hành trình của mình.